Sáng nay, dân tình đã có một trận cười giải trí cuối tuần bắt nguồn từ nhầm nhọt khá hài hước của vợ chồng Willow Daily. Chẳng là cô vợ thì cất công photoshop ảnh cho có body ai ngon, ai dè ông chồng lại lỡ tay đăng nhầm ảnh gốc lên mạng. Nghĩ mà tức luôn ngá. Bên cạnh những lời bình luận hài hước thì cũng không có ít những comment mỉa mai nữ diễn viên sống ảo quá đà, làm lố trên mạng. Lưu Daily bị bóp mẻ photoshop quá đà. Lưu Daily sau đó đã viết hẳn một ta tớt dài đáp trả dân mạng với thái độ rất thoải mái, vui vẻ. Cô nàng cho biết cuộc sống này đơn giản lắm. Đói thì ăn, rét thì mặc. Đẹp thì khoe mà xấu thì che. Facebook là nơi để xô ra những gì đẹp nhất của mình. Vì có ai bị dở hơi mà chia sẻ cái xấu đâu. Và em cũng không ngoại lệ. Các chị mê chụp ác còn em thì nghiện bóp người. Không có thì mới thèm chứ có rồi đã chả bóp. Bóp để có cái sau này già xem lại còn hỉ hả là chính ra ngày xưa mình chỉnh ảnh cũng giỏi phết đấy chứ đùa đâu. Chưa hết, cô nàng này thậm chí còn rảnh rang đến nỗi sẽ nhận chỉnh sửa ảnh chất lượng cho chị em những người muốn có ảnh sống ảo ngàn ly ke nữa cơ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lưu Daily tiện tay bóp chỗ nọ, thêm chỗ kia một chút trong ảnh. Thôi thì đã là đam mê nên cứ để cô nàng được là chính mình vậy. Cô nàng cũng đã từng thừa nhận muốn đẹp thì phải photoshop.